Xin chào 500 anh em đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, Lâm Động trong quá trình hấp thu thiên phù linh thụ để đột phá thiên phù sư thì gặp phải rắc rối lớn. Một đạo tinh thần lạc ấn của một cường giả đã chết, muốn thi triển đoạt xá, cướp lấy thân thể của Lâm Động. May mắn có Tiểu Điêu giúp đỡ, thành công tiêu diệt đạo tinh thần kia. Hơn nữa, Lâm Động còn lấy được ký ức của hắn, học được một số tuyệt kỹ về tinh thần lực. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Bên trong Nê Hoàn Cung, cơn sóng lớn tuôn tràn ra, chỉ thấy bên trong hỗn độn, một đầu cự thú vô cùng to lớn như ẩn như hiện, hai cánh che khuất bầu trời, phảng phất như cả thiên địa đều dưới chân nó, thanh thế cực kỳ kinh người. Tâm thần Lâm Động có chút khiếp sợ nhìn con quái vật khổng lồ trong hỗn độn, đây có lẽ là bản thể thật sự của Tiểu Điêu, không ngờ lại chấn nhiếp lòng người như vậy. Thiên Yêu Điêu, trong cơn lốc đột nhiên truyền ra một đạo âm thanh có chút khiếp sợ. Hiển nhiên là nhận ra quái vật khổng lồ đó, đồ không có mắt, đã chết rồi còn không biết an phận. Chỉ là một đạo tinh thần lạc ấn lưu lại, cũng dám tác oai tác quái, chỉ có điều nếu như người đã xuất hiện, thì cũng đừng mong trốn thoát nữa. Thanh âm của quái vật khổng lồ bên trong hỗn độn vang lên vô cùng hung lệ và sắc bén, sau đó hai cánh cực lớn mãnh liệt chấn động, lập tức hai đạo vòi rồng liền tràn ra, nhanh như thiểm điện nện lên trên cơn lốc, mặc dù bây giờ Tiểu Điêu chẳng qua chỉ là trạng thái yêu linh, nhưng nói về trình độ vận dụng tinh thần lực thì hiển nhiên Lâm Động không thể so sánh được, cho nên động thủ ở đây thì nó lại càng mạnh hơn Lâm Động. Chỉ giơ tay nhấc chân đã bộc phát lực lượng kinh người, bịch bịch. Cơn lốc trực tiếp bị hai đạo vòi rồng bạo chấn mà liên tiếp thối lui, cuối cùng hoàn toàn nổ tung. Sau đó, một đạo thân ảnh màu cho như ẩn như hiện xuất hiện dưới sự chăm chú của tâm thần Lâm Động. Đạo thân ảnh màu cho này có thân thể gần như trong suốt, chỉ có điều mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy một chút dung mạo của hắn. Rõ ràng là hoàn toàn giống với Di Hài lúc trước Lâm Động nhìn thấy, quả nhiên là tên này đang làm trò quỷ. Trong lòng Lâm Động tức giận mắng một tiếng, hôm nay thiếu chút nữa là thành người chết rồi, Thiên Yêu Điêu, ta chỉ muốn thân thể của tiểu tử này mà thôi, ngươi chẳng qua cũng chỉ là trạng thái yêu linh mà thôi, bổn tọa nếu như có thể phục sinh thì nhất định có thể khiến ngươi trùng sinh. Một tên tiểu tử vô danh có đáng để ngươi bảo vệ hắn không? Thân ảnh màu cho có chút kiêng kỵ nhìn quái vật khổng lồ trong hỗn độn, khẽ quát, Điêu gia ta ở cùng tiểu tử này đã lâu như vậy cũng không có ý niệm này trong đầu, ngươi chỉ là một kẻ ngoại lai cũng dám ở trước mặt Điêu gia nói xàm. Chết đi cho ta. Nghe thấy tiếng quát của Tiểu Điêu, Lâm Động lúc này nếu như có thể biểu hiện tâm tình thì sắc mặt sẽ rất là khó coi, tên này lúc nào cũng nói những lời như vậy sao? Tiểu Điêu hiển nhiên không định cho thân ảnh màu cho này có bất kỳ cơ hội nào. Trong bóng tối, chiếc miệng to giống như quả núi đột nhiên mở ra, một chùm tia sáng từ hắc sắc đột nhiên bắn ra, sau đó xé rách hỗn độn, với một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ hùng hăng nện lên thân thể đạo thân ảnh màu cho kia. Nếu như người đã chết rồi thì cũng đừng nghĩ đến chuyện tác quái nữa, hãy yên nghỉ đi. Theo tiếng quát lạnh của Tiểu Điêu, trong mắt thân ảnh màu cho cũng xẹt qua một tia sợ hãi, trượt thân thể của hắn nổ tung, đạo tinh thần lạc ấn cứ như vậy trực tiếp bị Tiểu Điêu mạnh mẽ đập nát, ầm ầm. Theo đạo thân ảnh màu cho nổ tung, nhất thời một đạo tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ và hùng hậu bạo phát ra trong Nê Hoàn Cung, Lâm Động, thôn vệ những tinh thần lực này, trùng kích thiên phù sư đi. Lúc tinh thần lực khuếch tán ra, tiếng quát của Tiểu Điêu lại vang lên bên tai Lâm Động, nghe vậy, trong lòng Lâm Động hơi chuyển, bỗng nhiên hung hăng gật đầu. Tâm thần khẽ động, thôn vệ tổ phù đột nhiên tràn ra, hóa thành một cái hắc động thật lớn, vô cùng cường hoành đem toàn bộ tinh thần lực và tinh thần lạc ấn kia thôn vệ vào. Mà theo lượng tinh thần lực khổng lồ bị thôn vệ, chỉ thấy bên trong Nê Hoàn Cung lại xuất hiện biến ảo, màu sắc hỗn độn nhanh chóng biến mất, thiên địa cũng phân ra, trời cao đất bằng phẳng, mơ hồ bên trong phẳng phất như có sấm sét vang vọng, Nê Hoàn Cung lúc này hoàn toàn biến thành một tiểu thiên địa. Mà lúc thiên địa hoàn toàn phân ra, một đạo tiếng chuông vang kỳ dị từ sâu trong tâm linh truyền ra, phảng phất như lặng lẽ vang lên, khiến cho tinh thần lực của Lâm Động không ngừng bành trướng cường đại. Theo tinh thần lực càng lúc càng mạnh mẽ, chỉ thấy trong tiểu thiên địa, tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ, trong mơ hồ đã ngưng tụ thành một đạo thân ảnh chính thức, mà đạo thân ảnh này chính là tinh thần thể của Lâm Động. Chỉ có điều hiện nay tinh thần thể, so với trước kia không thể nghi ngờ là càng ngưng luyện hơn vô số lần. Sóng tinh thần phát tán ra từ trên thân thể cũng vượt xa giới hạn mà linh phù sư cao cấp có thể làm được, thiên phù sư. Bàn tay Lâm Động chậm rãi nắm chặt, cảm nhận tinh thần lực ba động bành trướng, trong mắt tràn lên vẻ vui mừng, hắn rốt cuộc cũng thành công đột phá. Trên quảng trường, thân thể Lâm Động cứng ngắc đứng yên một chỗ, cuối cùng theo đạo tinh thần thể vừa rồi xâm nhập vào bị tiêu diệt mà dần dịu xuống. Cùng lúc đó, từng luồng sóng tinh thần ba động kinh người không ngừng từ bên trong Nê Hoàn Cung cuốn ra, khiến thiên địa đều trở nên chấn động. Tinh thần lực của Lâm Động hiện nay so với lúc trước quả không thể so sánh, chênh lệch vô cùng to lớn, giống như tạo hóa cảnh và niết bàn cảnh vậy. Hai mắt Lâm Động đóng chặt,
sau đó chậm rãi mở ra, trong hai mắt, tinh thần lực rực rỡ gần như ngưng tụ thành thực chất bắn ra mãnh liệt, bề mặt nền đá cứng rắn. Trực tiếp bị phá vỡ thành một cái khe lớn, tinh thần lực như vậy đã đạt đến một loại trình độ tương đối mạnh mẽ. Tiểu Viêm ở một bên nhìn thấy Lâm Động thức tỉnh, toàn thân vừa rồi bộc phát lân phiến lấp lánh quang mang lúc này mới dần hồi phục lại bình thường, đem đầu của mình thân mật dụi lên người Lâm Động. Lâm Động phun ra một hơi trọc khí, trong mắt vẫn còn chút kinh hãi, hiển nhiên biến cố vừa rồi khiến hắn cực kỳ kinh hãi, vừa rồi nếu như không phải có tiểu điêu xuất thủ thì chị em mình sẽ gặp phiền toái rất lớn, tên này xem ra cũng không phải là thứ gì tốt. Tiểu điêu lúc này mới từ trên bờ vai của Lâm Động thoáng hiện ra, nhìn thoáng qua di hài đã nổ tung, sau đó nói, Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ, sau khi thôn vệ đạo tinh thần thể muốn cướp lấy thân thể của hắn, hắn cũng từ đó lấy được một phần ký ức của vị cường giả này khi còn sống. Mà trong ký ức này, gã này hoàn toàn không phải là người tốt, chỉ có điều khiến hắn có chút vui mừng đó là chuyện này đối với Lâm Động mà nói không thể nghi ngờ là của phi nghĩa từ trên trời rơi xuống, hắn bây giờ xem như đã bước chân vào cảnh giới thiên phủ sư, nhưng đối với việc vận dụng tinh thần lực thì vẫn có chút thô thiển. Từ trong ký ức này hắn đã chiếm được không ít thủ đoạn thúc giục tinh thần lực và bí kỹ tinh thần, ngược lại vừa vặn bổ sung một vài chỗ thiếu sót. Mặt khác, lúc có được những kinh nghiệm phong phú có liên quan đến tinh thần lực, thì Lâm Động cũng từ trong ký ức này tìm được một vài thông tin về viễn cổ bí tàng. Từ trong ký ức mơ hồ, hắn phát hiện viễn cổ bí tàng dường như là của một tông phái viễn cổ cường đại lưu lại. Trong bảo tàng lúc này có rất nhiều thứ cực kỳ hấp dẫn. Mà ngoài ra, tên này cũng không phải là thủ hộ giả của viễn cổ bí tàng. Viễn cổ bí thược trong tay hắn chính là do sau khi đánh lén một vị thủ hộ giả của bí tàng nên mới có được. Chỉ có điều mặc dù lấy được viễn cổ bí thược, nhưng gã cũng bị vị thủ hộ giả kia đánh trọng thương, lúc này mới đến đây chữa thương. Nhưng không nghĩ rằng vẫn không thể thoát khỏi kết quả bỏ mình, mà viễn cổ bí thược mà hắn giành được, cuối cùng lại tiện nghi cho Lâm Động. Hơn nữa, cùng loại với viễn cổ bí thược trong tay Lâm Động cũng không phải chỉ có một cái, mà là có bốn cái, chỉ khi đồng thời xuất ra bốn cái viễn cổ bí thược, thì mới có thể mở ra viễn cổ bí tàng, cũng không biết những viễn cổ bí thược khác đã rơi vào tay ai. Lâm Động nhíu mày, viễn cổ bí tàng này nếu như thực sự mê người như vậy thì hẳn sẽ dẫn đến vô số ánh mắt thèm thuồng. Những vương triều cao cấp chắc chắn cũng sẽ động thủ cướp đoạt viễn cổ bí thược, nếu như tin tức hắn có được viễn cổ bí thược truyền đi thì có lẽ sẽ dẫn đến những phiền toái không nhỏ. Nghĩ đến đây, hai mắt Lâm Động chợt nheo lại, chợt bật cười một tiếng. Trước khi hắn chưa bước vào thiên phủ sư thì hắn đã không sợ những cường giả niết bàn cảnh giống như Trần Mộ, huống chi hiện nay hắn đã bước vào thiên phủ sư. Hắn bây giờ nếu như gặp lại Trần Mộ thì cho dù không dựa vào huyết linh khôi thì cũng có thể cùng hắn đánh một trận. Tên này đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chậm rãi tiêu hóa phần ký ức này, trong mắt Lâm Động cũng dâng lên vẻ vui mừng. Tên này có lẽ lúc còn sống cũng không phải người tốt, chỉ có điều thực lực quả thật không yếu. Có phần ký ức những kinh nghiệm này của hắn, đối với Lâm Động mà nói cũng không khác gì một bộ vũ kỹ tạo hóa cấp cao đẳng. Tiểu Điêu, lần này phải cảm ơn ngươi rồi. Ánh mắt Lâm Động chuyển về phía Tiểu Điêu, nhẹ giọng cười nói, bớt khách sáo đi, muốn cảm ơn ta thì hãy giúp ta tìm sinh tử chuyển luân đan đi. Tiểu Điêu trừng mắt, sau đó lướt qua bên cạnh Lâm Động, chậm rãi nói, thiên phù sư cũng có phân cấp, thiên phù sư có tổng cộng 9 ấn, tương đương với 9 nguyên của niết bàn cảnh, tiểu thiên địa bên trong nê hoàn cung sẽ càng lúc càng hoàn thiện, đợi đến khi đạt đến cửu ấn, tiểu thiên địa sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó liền có thể dung chuyển thiên địa. Lâm Động nhún vai, ngược lại cũng không hỏi về biến hóa lớn đó là gì. Hắn bây giờ chỉ anh ngay cả thiên phù sư nhất ấn cũng không phải, về phần cửu ấn thì lại càng xa vời. Có đôi khi nghĩ quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt, yên tâm đi, có viễn cổ bí thược đến tay, viễn cổ bí tàng nhất định phải đi, đến lúc đó ta sẽ dốc toàn lực cướp cho người sinh tử chuyển luân đan. Lâm Động cười cười nói, những năm gần đây, tình hữu nghị giữa hai người đã trở nên sâu đậm, cho dù Tiểu Điêu không nói, thì hắn cũng sẽ đem toàn lực cướp cho bằng được sinh tử chuyển luân đan. Tiểu Điêu lười biếng ừ một cái, mặc dù biểu hiện bộ dạng hời hợt như vậy, nhưng sâu trong ánh mắt của nó lại xẹt qua một tia cảm động. Lâm Động cũng không thèm quan tâm đến thái độ của Tiểu Điêu, xoay đầu lại, ánh mắt lướt qua viễn cổ bí thược, phất phất tay nói, đi thôi, cũng nên ra rồi. Ở đây trốn tránh cũng đã hơn một tháng, cũng nên ra thôi, với thực lực của Lâm Động bây giờ, cho dù đám người Trần Mộ vẫn còn đang thủ tại đó, thì hắn vẫn có năng lực toàn vẹn thoát ra, đã quyết định như vậy, Lâm Động cũng không hề tiếp tục kéo dài thời gian. Tâm thần khẽ động, viễn cổ bí thược trong tay liền tản mát ra một đạo cường quang, sau đó đem thân thể Lâm Động bao phủ hoàn toàn, cuối cùng thân thể của hắn dần trở nên mờ nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất tại trong không gian của viễn cổ bí thược. Mà khi Lâm Động biến mất, mảnh không gian của viễn cổ bí thược cũng dần trở nên tĩnh lặng,
không có chút sinh cơ, địa phương xuất hiện tiếp theo cũng không phải là bên trong thạch điện như Lâm Động nghĩ, mà lại là một ngọn núi trơ trọi lẻ loi. Ánh mắt hắn vừa lướt qua đã dâng lên một cảm giác quen thuộc, nơi này mặc dù không phải là bên trong thạch điện, nhưng cũng cách lời nham cốc không xa. Đứng ở nơi này, ánh mắt Lâm Động nhìn về phía xa, vừa vặn có thể nhìn thấy lôi nham cốc tại trong khe nứt của dãy núi cách đó không xa. Chợt chợt, viễn cổ bí thược quả nhiên là một kiện bảo bối tốt. Tiểu Điêu có chút kinh ngạc nhìn viễn cổ bí thược trong tay Lâm Động, sau đó nói: xem ra thứ này mỗi lần thúc giục sẽ tiến vào trong hư vô, sau đó bắt đầu di chuyển. Sau này nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm cận kề thì có thể trốn vào trong khoảng không của viễn cổ bí thược. Có lẽ chỉ cần không phải gặp loại nhân vật cực kỳ khó giải quyết thì cũng không thể tìm ra vùng không gian của viễn cổ bí thược trong hư vô. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Động cũng có chút kinh dị, hiển nhiên là không ngờ rằng viễn cổ bí thược trong tay này lại còn có hiệu quả đó. Nói như vậy, ngày sau nếu như gặp một vài hiểm cảnh thì hắn vẫn có thủ đoạn để thoát thân. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha. Trâm Anh vừa mới lập một kênh mới chuyên về tin hài cập nhật tin nóng mỗi ngày, rất cần sự đăng ký ủng hộ của mọi người giúp mình đạt 1.000 người đăng ký. Rất mong mọi người ủng hộ để Trâm Anh có động lực ra nhiều bộ truyện hay hơn để phục vụ cả nhà. Mình sẽ chèn link ở dưới để mọi người đăng ký yêu cả nhà rất nhiều nè.